kênh giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Ăn đu! Được của nó đấy! Nhục! Quá nhục! Cái gì vậy bà nội? Chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Xin nhăn chết kìa. À, không xin nhăn từ nãy giờ rồi con nghịch của các Hà Nội. Xe đúng đẳng cấp. Nếu là kiểu gì
hết cả cỏ nhà bác Vượng rồi. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Rồi rồi, mày xong rồi.